Amini kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 1 tháng 9 năm 2023 do Amini và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Amini xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump không nhận tội miễn trừ trình diện tòa trong vụ án bầu cử Georgia. Đảng Cộng hòa triệu tập cuộc họp khẩn, chuẩn bị mở rộng cuộc điều tra Barack Obama và Hillary Clinton. Chuyên gia y tế chỉ trích Biden là phát ngôn viên cho công ty dược phẩm. Mỹ lần đầu cấp vũ khí cho Đài Loan theo chương trình viện trợ quân sự. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo tài liệu do đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump đệ trình lên tòa án, cựu Tổng thống vào sáng thứ Năm đã không nhận tội và sử dụng quyền miễn trừ trình diện tòa lần đầu để nghe bản cáo trạng do thẩm phán đọc vào ngày 6 tháng 9 sắp tới. Theo tiến trình tố tụng, vụ án Georgia đã được thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm quận Fulton loan báo. Tổng thống Trump cùng 18 đồng phạm sẽ trình diện tòa vào ngày 6 tháng 9 sắp tới để nghe bản cáo trạng cáo buộc phạm các trọng tội liên quan đến đạo luật RICO, cũng như các tội bị cáo buộc tuyên bố sai và gạ gẫm một viên chức, vi phạm lời tuyên thệ và các tội khác. Hồ sơ không nhận tội và miễn trừ trình diện tòa của Tổng thống Trump được luật sư Steve Sadow đệ trình vào sáng ngày 31 tháng 8, sau khi nhiều đồng bị cáo khác trong vụ án này đã không nhận tội và sử dụng quyền miễn trừ trình diện tòa rồi. Với việc sử dụng quyền miễn trừ nghe cáo trạng, Tổng thống Trump sẽ không phải trình diện tại tòa vào ngày 6 tháng 9. Truyền thông thời gian qua đưa tin rằng phiên trình diện vào ngày 6 tháng 9 có thể được cho phép phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Theo hãng tin AP, luật sư Steve Sadow vào ngày 31 tháng 8 cũng đã đề nghị thẩm phán McAfee tách riêng vụ án của cựu tổng thống với các bị cáo khác, mà đã yêu cầu xét xử nhanh chóng và đã được ấn định xử lần đầu vào ngày 23 tháng 10. Luật sư Steve Sadow lý giải trong bản kiến nghị gửi tòa án Fulton rằng vì cựu tổng thống chỉ có chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị bào chữa phản bác bản cáo trạng dày 98 trang sẽ là vi phạm quyền hiến định liên bang và tiểu bang về việc được xét xử công bằng và thủ tục tố tụng hợp lý của Tổng thống Trump. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng vụ án bầu cử Georgia là nỗ lực của chính quyền Biden và những người ủng hộ họ nhằm cản trở chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của đối thủ hàng đầu, sau khi trình diện ghi danh và chụp ảnh lưu trữ hồ sơ cảnh sát tại nhà tù Fulton vào tuần trước. Tổng thống Trump đã gọi vụ án Georgia là trò hề nhại công lý và là can thiệp bầu cử. Ngoài vụ án ở Georgia, Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với phiên xét xử vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 tại Manhattan, New York trong vụ án tiền bịt miệng và phải xuất hiện tại tòa ở Washington, D.C. vào ngày 4 tháng 3 trong vụ án liên bang mà ông bị cáo buộc âm mưu ngăn chặn phiên họp lưỡng viện kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tổng thống Trump đều đã không nhận tội trong tất cả 4 vụ án tiểu bang và liên bang mà ông đang bị truy tố. Đảng Cộng hòa triệu tập cuộc họp khẩn, chuẩn bị mở rộng cuộc điều tra Barack Obama và Hillary Clinton. Quý vị thân mến, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho rằng, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên mở rộng cuộc điều tra ông Biden sang thêm các chính trị gia khác của Đảng Dân chủ như cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tôi nghĩ có lý do để mở rộng đáng kể cuộc điều tra, ông Gingrich nói trên chương trình podcast John Solomon Reports. Hiện tại tôi đang viết một loạt bài cho tờ American Spectator chứng minh rằng đây thực sự là về việc vũ khí hóa chính phủ, sự sụp đổ của nền pháp trị và sự thay thế nó bằng nền pháp quyền. Và điều đó thực sự liên quan đến ba nhân vật. Nó liên quan đến Barack Obama, Hillary Clinton và Joe Biden. Cơ quan quản lý hồ sơ và lưu trữ quốc gia hồi đầu tuần thừa nhận rằng họ đang sở hữu tới 5.400 email có khả năng được kết nối với tài khoản ẩn danh của Phó Tổng thống lúc bấy giờ là ông Joe Biden, mà ông đã sử dụng để chuyển tiếp thông tin của chính phủ và thảo luận công việc kinh doanh với con trai mình, Hunter Biden cùng với những người khác. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trước đó từng ám chỉ trong các tuyên bố rằng Hạ viện có thể tiến hành một cuộc điều tra luận tội đối với ông Biden ngay khi trong tháng 9 này khi nhóm họp trở lại.
Ông McCarthy cáo buộc chính quyền Biden có thể đang che giấu thông tin trước Quốc hội, nhưng không đưa ra bất kỳ ví dụ nào để chứng minh. Hiện tại, Hạ viện Mỹ đang trong thời gian tạm nghỉ và sẽ nhóm họp trở lại từ ngày 11 tháng 9. Hãy nhớ rằng, khi đã thu thập được bằng chứng về những phát hiện cho thấy ông Biden sử dụng 3 tên ẩn danh, thì tất nhiên phải nói đến việc ông Obama cũng sử dụng tên giả, trong khi bà Hillary thậm chí có cả một máy chủ giả trong nhà của mình. Ông Gingrich tiếp tục, cả ông Obama và ông Biden đều gửi thông tin tới máy chủ giả mạo của bà Clinton. Điều này hoàn toàn nằm ngoài các quy tắc bảo mật. Ông Gingrich nhấn mạnh thêm, các cuộc điều tra của Quốc hội phải vượt ra ngoài phạm vi Hunter Biden. Tôi nghĩ rằng bất kỳ cuộc điều tra nào cũng đã vượt xa cá nhân Hunter Biden, nếu theo tiêu chuẩn tham nhũng thì chỉ là một con cá nhỏ. Khi ông Obama còn là tổng thống, ông ta hẳn là biết rõ, nếu không những điều này sẽ không thể diễn ra, hẳn là sẽ không thể diễn ra. Chuyên gia y tế chỉ trích Biden là phát ngôn viên cho công ty dược phẩm. Quý vị thân mến, chuyên gia y tế cộng đồng Jayantha Bhattacharya, giáo sư y khoa tại Đại học Stanford đã chỉ trích bài phát biểu gần đây về vaccine của ông Joe Biden. Ông nói rằng, Tổng thống Mỹ khiến mọi người cảm giác ông ấy là một nhân viên bán hàng của công ty dược phẩm. Vào hôm thứ Năm, phát biểu trong phiên bản của chương trình truyền hình Just the News, No Noise, giáo sư Bhattacharya nhấn mạnh, nếu bạn muốn trở thành một phát ngôn viên tốt nhất của công ty dược phẩm với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, thì ít nhất hãy có một thử nghiệm ngẫu nhiên để chỉ ra rằng nó có tác dụng khi ngài nói nó có tác dụng. Vào đầu tháng này, ông Joe Biden tuyên bố ông sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp thêm tiền để phát triển một loại vaccine ngừa COVID-19 mới. Vào ngày 25 tháng 8, Biden lưu ý, sáng nay tôi đã ký vào một đề xuất mà chúng tôi phải trình diện lên Quốc hội để yêu cầu cung cấp thêm tiền cho việc phát triển một loại vaccine mới cần thiết và hiệu quả. Theo đài PBS, ông Biden khẳng định mọi người sẽ tiêm loại vaccine mới khi các mũi tiêm đã sẵn sàng. Giáo sư Bhattacharya lưu ý, tôi không biết về cuộc thử nghiệm nào đối với loại vaccine tăng cường mới này. Tôi đã và đang tìm kiếm trên các sóng truyền hình và phát thanh về việc này hoặc một bằng chứng nào đó, chẳng hạn như trang web của FDA hay gì đó. Tuy nhiên, không có bằng chứng ngẫu nhiên nào cả. Vị giáo sư y khoa của Đại học Stanford tiếp tục nhấn mạnh, vaccine COVID-19 không thể được sử dụng như các loại vaccine thông thường. Ông giải thích, bạn không thể coi loại vaccine COVID-19 tăng cường này như thể nó chỉ là một loại vaccine nhắc lại ngừa bệnh cúm. Đó là một cơ chế rất khác và chúng ta không có nhiều kinh nghiệm về nó. Mỹ lần đầu cấp vũ khí cho Đài Loan theo chương trình viện trợ quân sự. Thưa quý vị, theo AFP, dẫn thông báo của các quan chức Hoa Kỳ cho hay, vào ngày 30 tháng 8 năm 2023, chính quyền ông Joe Biden lần đầu tiên thông qua quyết định hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Đài Loan trong khuôn khổ chương trình viện trợ nước ngoài. Theo như Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chi tiết khoản viện trợ vũ khí cho Đài Loan theo chương trình viện trợ quân sự này nhằm giúp tăng cường khả năng trinh sát trên biển của Đài Loan, khiến Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ sự biết ơn đối với Hoa Kỳ thông qua một báo cáo ngắn gọn rằng sự giúp đỡ này sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trong vùng. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội dự định chi 80 triệu đô la để hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Đây là số tiền rất nhỏ so với các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan gần đây, nhưng viện trợ trực tiếp này được chi từ quỹ của chương trình tài trợ quân sự cho nước ngoài FMF của Washington, thường được dành để hỗ trợ cho các quốc gia có chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố, theo luật về quan hệ với Đài Loan và chính sách một nước Trung Quốc vẫn không thay đổi, Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan các khí tài và dịch vụ phòng thủ cần thiết để giúp Đài Loan duy trì đủ khả năng tự vệ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh quyết định lần này nằm trong chương trình viện trợ cho nước ngoài, nhưng điều này không hề có ý nghĩa là Mỹ thừa nhận chủ quyền lãnh thổ Đài Loan. Từ năm 1979, Washington chỉ công nhận một Trung Quốc, tuy nhiên Quốc hội Mỹ vẫn thông qua các chương trình cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Các chính quyền của Hoa Kỳ cho tới nay vẫn cung cấp vũ khí cho Đài Loan dưới hình thức mua bán trực tiếp, không phải trong khuôn khổ viện trợ. Quyết định của chính quyền Biden còn phải chờ Quốc hội thông qua, nhưng chắc chắn sẽ không có gì trở ngại vì cả hai phe Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đều ủng hộ Đài Loan đối phó với Trung Quốc. Mike Markle,
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, người vẫn chỉ trích chính sách đối ngoại của Joe Biden đã hoan nghênh biện pháp này. Ông nói, những vũ khí này sẽ không chỉ giúp Đài Loan và bảo vệ các nền dân chủ khác trong khu vực, mà còn củng cố khả năng răn đe của Hoa Kỳ và đảm bảo an ninh quốc gia của chúng ta trước một đảng Trung Quốc ngày càng hung hăng. Những tháng gần đây, Bắc Kinh và Washington đã có những nỗ lực nhằm nối lại đối thoại qua hàng loạt chuyến công du của quan chức cấp cao Mỹ tới Bắc Kinh. Trong đó, đặc biệt có chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn luôn là cản trở lớn trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã có những phản ứng ngoại giao gay gắt hoặc tiến hành các cuộc tập trận quân sự thị uy sau mỗi hành động của Mỹ ủng hộ Đài Loan. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô bác và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.